Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 đồng cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam là tin tức cho hay tổ chức vô vị lợi bên em đang có ta đã chuyển 135.000 Mỹ Kim đến Hội đồng Giám mục Việt Nam để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn vì COVID-19. Phần tin chi tiết Dụ Quyên trình bày như sau. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thứ Hai 23 tháng 8 năm 2021, Tổ chức vô vị lợi bên em đang có ta đã chuyển 135.000 Mỹ Kim đến Hội đồng Giám mục Việt Nam để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn vì COVID-19. Số tiền này đã được quý khán giả ở khắp nơi gửi đến cho tổ chức bên em đang có ta trong chương trình Gây Quỹ, một món quà cho quê hương phát sóng trên đài truyền hình SBTN. Đáp ứng lời kêu gọi của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh qua lá thơ đề ngày 9 tháng 7 năm 2021, Tổ chức bên em đang có ta đã tổ chức gây quỹ với sự tham dự của hơn 40 ca sĩ hát live trên đài truyền hình SBTN. Hiện tại thì bên em đang có ta Foundation vẫn tiếp tục nhận sự ủng hộ của quý khán giả để cứu giúp cho người dân Việt Nam hiện nay đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Bên em đang có ta sẽ tiếp tục cập nhật số tiền đã gây quỹ được trong những ngày sắp tới đến quý vị khán thính giả. Trong khi đó, thì Cộng sản Việt Nam điều động quân đội để kiểm soát người dân theo lệnh phong tỏa hà khắc nhất tại Sài Gòn. Vào ngày thứ Hai 23 tháng 8, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam điều động quân đội đến các đường phố ở Sài Gòn nhằm giúp thi hành lệnh phong tỏa nghiêm ngặt áp dụng tại thành phố lớn nhất cả nước và đồng thời là tâm dịch của đợt bùng phát tồi tệ nhất cho đến hiện tại. Hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 348.000 ca nhiễm và ít nhất là 8.277 ca tử vong. Hầu hết các dữ kiện trên đều được ghi nhận tại Sài Gòn và các tỉnh công nghiệp lân cận, nơi số ca lây nhiễm biến thể Delta tăng vọt từ cuối tháng 4. Việt Nam thi hành các biện pháp hạn chế đi lại ở Sài Gòn vào cuối tháng 7 và đã công bố các biện pháp hạn chế khắc nghiệt nhất vào tuần trước do tình trạng lây nhiễm tiếp tục gia tăng. Các nhà chức trách cho biết các biện pháp hạn chế gần đây không đủ nghiêm ngặt. Vào hôm thứ Sáu, nhà cầm quyền cho biết lệnh phong tỏa bắt đầu được siết chặt hơn vào thứ Hai tới đây. Lệnh phong tỏa mới cấm người dân không được rời khỏi nhà, bao gồm cả việc mua lương thực và cho biết quân đội sẽ can thiệp để giúp đỡ. Thông báo sau đó được sửa đổi để người dân ở một số khu vực vẫn có thể rời khỏi nhà mua lương thực, nhưng sau đó quay trở lại về lệnh cấm vận trên toàn khu vực như trước. Sự kiện trên đã gây hoang mang và dẫn đến việc người dân hoảng loạn đổ xô đi mua sắm tại các siêu thị ở Sài Gòn vào cuối tuần qua. Vào thứ Hai, các nhân chứng cho biết đã chứng kiến việc các binh sĩ Cộng sản đang vận chuyển thực phẩm đến cho người dân thành phố. Trong khi đó, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đổi mới các hình thức trong việc vận động người Việt ở ngoại quốc gửi tiền ủng hộ nhà cầm quyền. Theo như tờ báo Vietnamnet ngày 23 tháng 8 năm 2021 loan tin, Bộ Chính trị Cộng sản mới đây ban hành kết luận số 12 trên KNLTW về công tác người Việt ở ngoại quốc trong tình hình mới. Nội dung được ông Bùi Thanh Sơn, là Bộ trưởng Ngoại giao Cộng sản cho biết, nhà cầm quyền xem người Việt ở ngoại quốc là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc Việt Nam. Hiện nay có 5.300.000 người Việt ở trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ có cuộc sống ngày càng ổn định, có đóng góp quan trọng về Việt Nam. Vì vậy, để nhận được nhiều hơn sự đóng góp vật chất của người Việt ở hải ngoại quốc, nhà cầm quyền đã đổi mới đa dạng hóa các hình thức, linh hoạt trong việc vận động. Còn đối với những người mà nhà cầm quyền cho là thế lực thù địch, thì nay nhà cầm quyền sẽ kiên trì vận động, củng cố niềm tin để họ hướng về Việt Nam, ủng hộ nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền Cộng sản sẽ nghiên cứu đầu tư, xây dựng các trung tâm văn hóa của người Việt ở những nơi có đông cộng đồng người Việt sinh sống, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp với những người đang làm việc cho nhà cầm quyền ở ngoại quốc, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cho các viên chức Cộng sản đang làm việc ở ngoại quốc. Theo lời của ông Sơn, thì trong thời gian vừa qua, người Việt ở ngoại quốc đã đóng góp hơn 50 tỷ đồng cùng với nhiều trang thiết bị, vật phẩm y tế cho quỹ vaccine của nhà cầm quyền và hợp tác chuyển giao công nghệ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine cho nhà cầm quyền.
Cũng có nguồn tin cho hay người dân than phiền giá thực phẩm nhà cầm quyền bán đắt hơn giá người dân bán. Vào hai ngày hôm nay, 22 và 23 tháng 8 năm 2021, một số người dân Sài Gòn đã lên mạng xã hội than phiền về mức giá thực phẩm mà nhà cầm quyền đưa ra bán trong những ngày thiết quân luật cấm người dân ra đường để chống dịch COVID-19 là đắt hơn so với giá họ mua của người dân. Theo như thông tin mà nhà cầm quyền công bố, thì nhà cầm quyền chỉ đi chợ hộ cho người dân, còn người dân phải trả tiền thông qua lực lượng giao hàng là quân đội. Trong thông tin từ một số người dân cung cấp cho thấy thì mỗi phường, quận thì có các cơ quan khác nhau đứng ra bán với đơn giá khác nhau và người dân không được lựa chọn thực phẩm mà phải mua theo thực đơn mà nhà cầm quyền đã chọn sẵn. Tại phường 19, quận Bình Thạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 19 là đơn vị đứng ra bán thực phẩm cho người dân theo các thực đơn do họ lựa chọn thay cho người dân. Dựa theo bảng giá mà Liên hiệp Phụ nữ phường 19 đưa ra, Facebook Phương Trần cho biết trước khi thiết quân luật, cô đã kịp mua được 2 kg tôm thẻ với giá là 170.000 đồng một ký. Và đây là loại tôm có kích thước lớn so với là khoảng 39 con 1 kg, trong khi bảng giá tôm thẻ mà nhà cầm quyền đưa ra là 250.000 đồng 1 kg với loại tôm có kích thước nhỏ hơn từ 50 đến 60 con 1 kg. Facebook Văn Tiến Trung bình luận mức giá tôm mà chị Phương Trần mua được của các tiểu thương bỏ sỉ là 140.000 đồng 1 kg, còn tôm theo trọng lượng mà phường 19 bán giá sẽ rẻ hơn. Vì vậy, giá bán của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 19 dư luận cho là quá đắt và những người khó khăn không thể sống được bằng thực phẩm của nhà cầm quyền bán. Một người đàn ông Nhật Bản tự nhận mình là người Việt Nam trong khi mà chĩa dao vào nhân viên cửa hàng tiện lợi để cướp tiền. Thưa quý vị, vào một đêm tháng 5 vừa qua thì có một người đàn ông đội mũ trực tuyết, đeo khẩu trang và áo khoác da bước vào chi nhánh của cửa hàng tiện lợi Family Mart ngay của Nhật Bản ở thị trấn Kanai ở tỉnh Aichi. Nghi can bước đến quầy tính tiền, nơi mà nhân viên quản trị 27 tuổi của cửa hàng này đang làm việc. Ông đã chỉ giao về phía cô để cướp tiền và tự nhận mình là người Việt Nam. Vụ cướp kết thúc bất thành, người đàn ông bỏ chạy và nhân viên quản trị may mắn không bị thương. Và sau một cuộc điều tra thì cảnh sát bắt được kẻ cướp, một người đàn ông 21 tuổi có tên là Yuto Watanabe, người thừa nhận các cáo buộc. Watanabe là một cư dân thất nghiệp của tỉnh Miami Cẩn Thận, ngay tại kế bên lân cận, là một công dân Nhật Bản và rõ ràng anh nghĩ rằng bằng cách tuyên bố mình là người Việt Nam thì anh có thể làm chệch hướng mọi cuộc điều tra sau vụ cướp. Và đây cũng là một chiến thuật đáng trách và được thực hiện quá vụng về. Đầu tiên thì mặc dù có sự khác biệt về văn hóa giữa những người thuộc các quốc gia khác nhau, nhưng không có ai trên thế giới này tự tuyên bố quốc tịch của mình khi mà cố gắng cướp một cửa hàng tiện lợi. Thứ hai, khi cố gắng diễn tròn vai thì Watanabe đã sử dụng tiếng Nhật sai để khiến cho bản thân nghe ít giống người bản xứ hơn, bằng cách nói rằng Chibun wa Watoba Mujin thay vì Watashi wa Betonamun Muji, có nghĩa là tôi là người Việt Nam. Thưa quý vị, bất kỳ những người nào học tiếng Nhật cũng đều học Watashi rất lâu trước khi mà học Chibun, và câu tôi là người Việt, tôi là người Hoa Kỳ hoặc là người Thái, vân vân, sử dụng từ Watashi rất là tự nhiên, là một trong những câu đầu tiên mà mọi người học ngôn ngữ biết cách nói bằng tiếng Nhật. Tin tức tiếp theo cho hay hậu duệ của những người Mỹ gốc Việt tị nạn tại Hoa Kỳ kêu gọi bảo trợ người tị nạn Afghanistan. Nhà làm phim Bảo Nguyễn nói rằng anh có thể đã không tồn tại nếu không có sự hào phóng của người Mỹ đối với người tị nạn Việt Nam sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975. Sau 7 lần cố gắng chạy trốn khỏi Việt Nam, cha mẹ anh Bảo Nguyễn đã trải qua 6 tháng trong trại tị nạn ở Hồng Kông trước khi được vào một tổ chức do Thái bảo trợ cho phép họ tái định cư ở Wisconsin vào năm 1979. Trong tuần trước khi hàng ngàn người Afghanistan phải đối mặt với tương lai không chắc chắn dưới sự cai trị của Taliban, nhiều người Mỹ gốc Việt, nhiều người trong số họ là con cái của những người tị nạn đang kêu gọi các viên chức Hoa Kỳ cho càng nhiều người Afghanistan tị nạn càng tốt và cố gắng hỗ trợ những người Afghanistan đã đổ bộ để đến Hoa Kỳ. Anh Bảo Nguyễn nói rằng những người Mỹ gốc Việt cảm thấy có bổn phận giúp đỡ những người Afghanistan và sự đồng cảm của nhiều người Mỹ gốc Việt đối với người tị nạn Afghanistan đã thúc đẩy họ hành động. Một nhóm người bạn người Mỹ gốc Việt ở Seattle đang cố gắng kêu gọi 75 gia đình chủ nhà Việt Nam bảo trợ 75 gia đình Afghanistan sắp đến khu vực Seattle, Tacoma, Rose Avenue Bakery, một tiệm bánh của người Mỹ gốc Á ở Washington DC đang quyên góp 10% số tiền thu được từ việc bán hàng vào cuối tuần này để giúp đỡ cho các nỗ lực tái định cư cho người tị nạn Afghanistan.
Chủ quán Rosie Nguyễn có cha mẹ là người Việt tị nạn cho biết cô cảm thấy rất đồng cảm khi phải chứng kiến sự tuyệt vọng của người dân Afghanistan. Và đến đây một lần nữa chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức trong giây lát, khi trở lại sẽ gửi đến quý vị những phóng sự từ Pháp và Đức. Mời quý vị nhớ đón xem.